Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tờ Sina của Trung Quốc đã có một bài viết với tiêu đề: Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam phát ngôn làm các cổ động viên Trung Quốc nổi trận lôi đình. Tờ báo này dẫn dắt từ lời phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí gần đây rằng: Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã có một phát biểu rất đáng chú ý. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông Việt Nam, ông Park nói rằng tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc đúng vào ngày khởi đầu năm mới. Những nhận xét như vậy không khác gì gáo nước lạnh dội vào lòng tự ái của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng ở trận lượt đi chúng tôi đã để thua Trung Quốc với tỷ số 2-3. Bản thân tôi hay là các cầu thủ đều phải nhận những chỉ trích và phê phán. Áp lực ở trận lượt về còn lớn hơn bởi người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất coi trọng và đặt nhiều niềm tin ở trận đấu này. Đặc biệt nó còn diễn ra đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Chúng ta còn 3 trận đấu ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và tất cả mọi người đều muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc ở trong trận lượt về. Việt Nam là đội thứ 2 ở Đông Nam Á từng lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup sau Thái Lan. Tuy nhiên họ cũng chưa có được chiến thắng nào. Chúng tôi sẽ cố gắng để thắng đội tuyển Trung Quốc để tạo ra sự thay đổi cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Chúng tôi muốn nêu cao khẩu hiệu mới tuyển việt nam là một tập thể của sự khát khao và cống hiến mới qua những lời phát biểu của huấn luyện viên park hang seo có thể thấy rằng sức mạnh của đội tuyển trung quốc đang bị đặt dấu hỏi chiến lược gia người hàn quốc rất muốn đánh bại đội tuyển trung quốc trong lễ hội mùa xuân để bắt đầu năm mới dù ông park không nói quá nhiều nhưng rõ ràng là ông ấy đang đánh giá thấp đội tuyển trung quốc và điều này khiến cho các cổ động viên trung quốc cảm thấy vô cùng khó chịu không chỉ vậy tâm lý nôn nóng cũng đã tác động lên các cầu thủ của đội tuyển trung quốc ngay khi mà hạ cánh xuống Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mùng 1 tháng 2, đội trưởng Wu của đội tuyển Trung Quốc đã tuyên bố rằng sẽ thắng đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ Trung Quốc. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và các cầu thủ đều phải ý thức được trách nhiệm của mình để thi đấu tập trung và quyết tâm cao nhất. Về phần mình, huấn luyện viên Li Xiaopeng đã tuyên bố rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu bằng 200% sức lực khi gặp đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông Li Xiaopeng đã không thể giúp cho đội tuyển Trung Quốc gây bất ngờ trước đội tuyển Nhật Bản khi thua Trung Quốc 0-2 và kết quả này khiến cho đội tuyển Trung Quốc đã cách top 3 đội dẫn đầu tối thiểu là 9 điểm. Nếu như không thắng được đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc sẽ tan vỡ hy vọng dự vòng chung kết World Cup 2022. Nói về trận thua trước Nhật Bản, ông Li Xiaopeng đã nói rằng Mọi cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Thời điểm chúng tôi nhận hai bàn thua có tác động lớn đến nhịp độ của trận đấu. Tôi rất xin lỗi và tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm cho thất bại đó. Hiện tại, đội tuyển Trung Quốc đã có buổi tập luyện ở sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Với những gì đã xảy ra sau buổi tập đầu tiên, nhìn vào tương quan lực lượng hiện tại của hai đội, đội tuyển Trung Quốc sẽ ưu tiên chơi tấn công dồn dập khi gặp đội tuyển Việt Nam, bất kể chúng tôi có là đội khách đi chăng nữa. Tờ nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho rằng Việc tận dụng thời gian để nâng cao chất lượng các bài tập, sẵn sàng cho trận đấu tới là điều rất cần thiết. Chỉ còn 3 ngày để các cầu thủ có thể bắt nhịp với những thay đổi ở môi trường mới. Vì thế, đội tuyển thống nhất là trong buổi tập đầu tiên sẽ tập trung ngay vào chiến thuật, bỏ qua giai đoạn để làm nóng như là thường lệ. Sau thất bại 0-2 trước Nhật Bản, liệu rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ áp dụng chiến thuật gì để ứng phó với đội chủ nhà Việt Nam đây? Điều đáng chú ý là đội tuyển Trung Quốc đang duy trì thành tích 10 trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Lợi thế về tâm lý là rất lớn, nhưng đó cũng sẽ là áp lực đòi hỏi đội tuyển Trung Quốc phải chơi tốt ở trận đấu này. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, khả năng cao là đội tuyển Trung Quốc sẽ ra sân với đội hình tấn công dồn dập trước đội tuyển Việt Nam. Dù gần như là không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, nhưng các học trò của huấn luyện viên Li Peng vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn đối thủ, trong khi đội tuyển Việt Nam thì đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự. Do vậy, chơi tấn công tổng lực sẽ là một lựa chọn hợp lý. Mặc dù toàn bộ ekip nhìn chung đã kiệt sức sau chuyến đi đường dài và các điều kiện ở đây cũng không thể lý tưởng như là khi thi đấu ở trên sân nhà, nhưng các tuyển thủ đã bỏ qua những vấn đề bên ngoài này để tập trung vào ưu tiên 3 điểm ở trận đấu tới. Giấc mơ dự World Cup 2022 với đội tuyển Trung Quốc gần như là đã chấm dứt, thể diện chính là điều quan trọng nhất với họ vào lúc này. Đội tuyển Trung Quốc bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với rất nhiều hy vọng. Tuy nhiên, sau 2 phần 3 chặng đường cùng với những biến cố ở giải vô địch quốc gia hay là ở trên băng ghế huấn luyện, bóng đá Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng họ vẫn chưa thể vươn tầm. Sau trận thua 0-2 trước Nhật Bản hôm 27 tháng 1, huấn luyện viên Li Xiaopeng gần như là thừa nhận cơ hội đến Qatar vào cuối năm với đội tuyển Trung Quốc đã chấm dứt. Tôi không có gì để phàn nàn về các cầu thủ của mình cả. Họ đã chơi nỗ lực trước các đội bóng hàng đầu châu Á, Chuyến làm khách đến Nhật Bản mới là trận đấu chính thức đầu tiên của ông Lee Xiaopeng sau khi huấn luyện viên Li Tie từ chức. Người ta cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở vị thuyền trưởng mới của đội tuyển Trung Quốc. Một trận thua của họ trước Nhật Bản là điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, cách mà đội khách bị áp đảo trong suốt trận đấu vẫn khiến cho người hâm mộ và giới chuyên môn Trung Quốc phải thất vọng. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Xiaopeng đã không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt cả trận đấu. Họ chỉ có một cú sút đi trạch khung thành của Nhật Bản với tỷ lệ cầm bóng 37% và hiệu suất truyền chính xác ở mức 67%, tuyển Trung Quốc chỉ biết chịu trận trước những Samurai xanh. Và đó cũng là những con số thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp thật sự của hai đội bóng. Sau trận thua ở lượt đi, Gu Lei, cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Trung Quốc đang chơi bóng ở nước ngoài, đã viết ở trên trang cá nhân của mình. Đại ý là nhìn màu áo các tuyển thủ Nhật Bản khoác ở các cấp câu lạc bộ, người ta có thể thấy sự chênh lệch lớn giữa hai nền bóng đá những cầu thủ nhập tịch cũng không thể giúp cho đội tuyển Trung Quốc nhiều. Sau khi câu lạc bộ Quảng Châu gặp khó khăn về tài chính, thì tương lai của những Alosio, Alan hay Ekerson ở đội tuyển quốc gia đã bị đặt dấu hỏi. Những ngôi sao nhập tịch này vẫn cam kết chơi cho đội tuyển Trung Quốc trong giai đoạn còn lại của vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, khi mà họ không còn chơi ở giải Chinese Super League, thì rất khó để khiến cho các cầu thủ này cống hiến hết mình. Cách mà Luo Gufu chỉ trích liên đoàn bóng đá Trung Quốc ở trên trang cá nhân vì sự cố anh và các cầu thủ nhập tịch gặp ở sân bay Hà Lan đã cho thấy điều này. Dù tiền đạo gốc Brazil sau đó đã lên tiếng xin lỗi liên đoàn bóng đá Trung Quốc, nhưng nó vẫn cho thấy tâm lý phức tạp của các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Trung Quốc vào lúc này. Vì thế huấn luyện viên Li Jiaopeng phải giải bài toán khó ở trong thời gian tới. Cuộc đối đầu ở tại sân Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 2 là cơ hội lớn để cho đội tuyển Trung Quốc lấy lại bộ mặt. Cho đến lúc này của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam chơi kém nhất ở bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thua 7 trận liền và để thủng lưới 16 lần. Sau trận thua Nhật Bản, huấn luyện viên Lee Peng hy vọng rằng các tuyển thủ Trung Quốc sẽ chơi với 200% sức lực trước Việt Nam. Lượt đấu thứ 8 của bảng B sẽ diễn ra trong ngày đầu năm mới âm lịch và sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với hai nền bóng đá. Cựu trợ lý Quyang Xie đã nói rằng tuyển Trung Quốc chắc chắn là không muốn làm cho người hâm mộ thất vọng trong ngày đầu năm mới. Áp lực cho huấn luyện viên Li Xiaopeng ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam là không hề đơn giản. Tuyển Việt Nam là đối thủ yếu nhất bảng và một trận thua nữa với đội tuyển Trung Quốc sẽ là điều mà người ta không thể chấp nhận được. Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội vào tháng 10, tuyển Trung Quốc có chiến thắng 3-2 rất vất vả trước đội bóng láng giềng. Nếu như không có khoảnh khắc tỏa sáng thiên tài của Gu Lei ở cuối trận thì tuyển Trung Quốc đã phải ôm hận trước Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ thêm rằng bầu không khí ở đội tuyển quốc gia lúc này là khá ảm đạm. Từ việc mơ về tấm vé dự World Cup 2022, còn bây giờ thì đội tuyển Trung Quốc phải chiến đấu vì danh dự và niềm tin của người hâm mộ. Ngày hôm qua, sau khi trở về từ Australia, đội tuyển Việt Nam cũng đã trở lại tập luyện để hướng đến một kết quả khả quan ở trong cuộc tiếp đón Trung Quốc vào những ngày tới. Vừa mới trải qua một hành trình khá dài và khá vất vả lại đối diện với thời tiết giá lạnh cho nên các cầu thủ cũng tỏ ra khá mệt mỏi dù vậy ý thức được trận đấu với đội tuyển trung quốc là rất quan trọng cho nên đoàn quân của huấn luyện viên park hang seo đã ra sân tập luyện với nỗ lực và sự tập trung cao nhất trong buổi tập này toàn đội đã được chia thành hai nhóm các cầu thủ đá chính ở trong trận đấu với australia chỉ tập phục hồi các cầu thủ dự bị không đi australia thì tập luyện với khối lượng và cường độ cao hơn riêng hai cầu thủ mới trở lại sau khi kết thúc điều trị covid đó là văn toàn và tiến linh thì được bổ trợ thêm các nội dung để củng cố nền tảng thể lực Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết. Đây là ngày khởi đầu năm mới âm lịch cho nên có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà đối với cả phía Trung Quốc. Do đó chắc chắn là hai đội đều không mong muốn nhận về một kết quả bất lợi, đặc biệt là về phía đội tuyển Việt Nam khi chúng ta lại được thi đấu ở trên sân nhà và đang chịu áp lực khá lớn từ kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ với mong muốn là có được điểm đầu tiên ở vòng loại này. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự đã chủ động xây dựng các phương án khác nhau về nhân sự cho đội tuyển nhằm tránh rơi vào thế bị động nếu như có phát sinh trường hợp dương tính trong đội tuyển Việt Nam. Có thể nói rằng là đội tuyển đang làm tất cả những gì có thể để bước vào trận đấu với khí thế hừng hực, phong độ và lực lượng tốt nhất để tái đấu với đội tuyển Trung Quốc. Kể từ sau trận đấu với Australia hôm 27 tháng 1, đội tuyển Việt Nam cũng đã rút ra được những bài học quý báu, đặc biệt là ở hàng thủ và điều đó sẽ phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm để không xảy ra những lỗi sơ đẳng trong trận đấu với Trung Quốc tới đây. Trong các trận đấu với Oman, Nhật Bản hay Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam đều có những sai lầm và đã phải trả giá bằng những bàn thua. Đó là lý do khiến cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa có được điểm số nào dù đã có những thời điểm chơi rất ấn tượng. Không chỉ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng đã mắc sai lầm ở cả AFF Cup 2020 với pha trượt chân đáng tiếc của hồng duy trong trận bán kết lượt đi với thái lan tình huống này cũng đã khiến cho tuyển việt nam nhận bàn thua và khó chơi ở trong phần còn lại của trận đấu cũng như là ở trận bán kết lượt về việc chọn thời điểm dâng lên áp sát của đội tuyển việt nam cũng là một vấn đề ví dụ điển hình là các tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận gặp đội tuyển trung quốc ở vòng loại world cup và bàn thua thứ hai trước thái lan ở tại aff cup trong hai pha bóng này bùi tiến dũng và quế ngọc hải đã chủ động băng lên nhưng vẫn để cho đối thủ xử lý bóng thành công và sau đó các cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đã bị rơi vào thế bị động và đã nhận bàn thua. Ngày mùng 1 tháng 2 tới, tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tái đấu với Trung Quốc ở trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là các học trò đều khẳng định là họ sẽ quyết tâm giành 3 điểm để làm quà cho người hâm mộ trong dịp năm mới. Để làm được điều đó thì trước hết họ phải khắc phục được những sai lầm. Đặt ở trên cán cân thực lực thì đội tuyển Trung Quốc được đánh giá là nhỉnh hơn Việt Nam nhưng ở trận lượt đi thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã ở rất gần một điểm và chỉ để thất bại bởi những sai sót rất đáng tiếc khoảng cách trình độ giữa hai đội có thể ngắn lại nếu như tuyển trung quốc không vượt qua được sức ép dẫn đến nôn nóng và mắc sai lầm điều quan trọng là đội tuyển việt nam phải rút ra được bài học từ trận lượt đi thi đấu chặt chẽ hơn tự tin hơn trong triển khai tấn công để khoan thủng hàng phòng ngự không quá chắc chắn của đội tuyển trung quốc tuyển việt nam có thể chọn cách nhập cuộc nhanh trực diện để khiến cho trung quốc bất ngờ hoặc là phương án khác là lối chơi chặt chẽ, toan tính sẽ là màu sắc chủ đạo để cho đội tuyển Việt Nam chờ vào chiến thắng. Phòng ngự chặt nhưng cũng có thể phản công bài bản hoặc là áp đặt thế trận, tổ chức lên bóng mạch lạc khi cần là những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần ở trận khởi đầu năm mới trước đội tuyển Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.